Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình chuyên đề xây dựng và bất động sản phát sóng thứ 7 hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, trong tờ trình Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi Chính phủ đề nghị xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đất đai 2013, Bộ đã đưa ra 3 mục tiêu sửa đổi. Thứ nhất, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Thứ hai, đảm bảo sử dụng đất đai hiệu quả, tiết kiệm và bền vững. Và cuối cùng là tăng nguồn thu từ đất đai và giảm thiểu khiếu kiện về đất đai. Trong đó, ở 5 số về sửa đổi luật đất đai 2013 vừa qua, truyền hình VITV đã đi từ người dân và nhà đầu tư phản ánh những bất cập về luật nhằm đáp ứng 3 mục tiêu sửa đổi nói trên của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong số thứ 6 của chuỗi đề tài này, chúng tôi chọn đề tài đất công bởi qua nhiều đợt thanh kiểm tra gần đây, phát hiện hàng loạt đất thuộc quản lý của nhà nước khi giao và cho thuê đang thất thoát, mà một trong những nguyên nhân là đến từ kẽ hở của luật. Cụ thể tình trạng này như thế nào? Kẽ hở dẫn đến thất thoát đất công là gì? Vấn đề giao đất công cần được sửa đổi và ra sao trong luật? Tất cả sẽ có trong 15 phút chương trình ngày hôm nay. Ngay sau đây sẽ là nội dung đầu tiên. Dựa vào mối quan hệ giữa các chủ thể, thị trường đất đai chia làm hai loại là sơ cấp và thứ cấp. Trong đó giao dịch ở thị trường sơ cấp là giữa nhà nước và người sử dụng đất, còn thị trường đất thứ cấp là giữa những người sử dụng đất với nhau. Trong đó đất thuộc sở hữu nhà nước ở thị trường đất sơ cấp gọi là đất công. Đây là một trong 7 loại tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện là chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Trong đó tùy thuộc vào tình trạng sử dụng và mục đích sử dụng, đất công được chia làm 3 loại. Thứ nhất, đất do Ủy ban nhân dân sử dụng và quản lý. Thứ hai là đất sử dụng vào mục đích công cộng. Và cuối cùng là đất công ích của xã, phường, thị trấn. Trong đó thông qua 2 phương thức giao đất là chỉ định và đấu giá, đất công đang đem về nguồn thu ngân sách cho các địa phương rất lớn thông qua tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà người sử dụng nộp. Theo thống kê thì khoản thu từ nghĩa vụ tài chính đất đem về khoảng 10% ngân sách cho các địa phương. Tính chung trong năm 2017, các khoản thu từ thuế sử dụng đất nông nghiệp, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất từ 24 tỉnh thành nộp về ngân sách trung ương đã lên đến gần 150.000 tỷ đồng, đóng góp trực tiếp cho đầu tư phát triển của cả nước như xây dựng hạ tầng giao thông, các công trình công cộng, dự kiến chiếm 26% ngân sách trung ương từ nay cho đến hết năm 2020. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, hàng trăm ngàn tỷ đồng mà tài nguyên đất đang đóng góp vào ngân sách mỗi năm vẫn chưa đúng với thực tế bởi việc sử dụng đang gây thất thoát. Cụ thể, mời quý vị theo dõi phóng sự sau của chúng tôi. Khu đất vàng rộng gần 5.000 m2 trên đường Lê Duẩn này, giá nhà nước cho doanh nghiệp thuê vào thời điểm hơn 10 năm trước chỉ khoảng 3,5 triệu đồng mỗi m2 mỗi năm, thu về cho ngân sách khoảng 700 tỷ đồng. Trong khi nếu đem đấu giá có thể thu về khoảng 2.000 tỷ đồng cho ngân sách thành phố. Một sự chênh lệch không hề nhỏ. Những tưởng con số thất thoát gần 3 lần tại 0,5 hectare tại đường Lê Duẩn thành phố Hồ Chí Minh chỉ là trường hợp cá biệt. Tuy nhiên qua hàng loạt tài sản công bị thu hồi mới đây trên cả nước, bao gồm cả đất và tài sản gắn liền với đất, thì vấn đề thất thoát trong việc giao và cho thuê đất công đã trở thành vấn đề nổi cộm. Phố Trung ương là như vậy là 123 địa chỉ và tổng diện tích của nó là 385.784 m2 và khối thành phố chúng ta thu hồi là 197 địa chỉ với tổng diện tích là 680.000 m2. Theo tổng hợp của Bộ Tài nguyên và Môi trường từ các địa phương thì có khoảng 78.000 hecta các dự án để lãng phí trên cả nước vừa được các địa phương rà soát và thu hồi trong thời gian qua. Trong đó có nhiều khu đất vàng được giao và cho thuê với giá rất rẻ. Qua cái thử nghiệm đấu giá đất tại 23 Lê Duẩn tại thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta cũng biết rằng là giá chúng đấu giá là cao gấp 3 lần giá mà định giá theo cái quy tắc bình thường. Thì chúng ta thấy rằng như vậy là ngay cái đất công đưa ra chuyển ra thị trường như thế nào cũng là câu chuyện. Dù rằng theo quy định giá giao đất là giá cụ thể, có nghĩa tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà người sử dụng nộp đã gần với giá thị trường hơn. Tuy nhiên thực tế thì tiền đất thu về cho ngân sách địa phương vẫn bị thất thoát rất lớn do việc định giá đất còn mang tính chủ quan từ các đơn vị hành chính. Cái việc mà cho thuê cái tài sản tạm quản lý ở các quận huyện này rất bất cập về mặt pháp lý của việc giao đất. Có chỗ thì ủy ban cũng cho thuê, cái này chúng ta thấy pháp lý là tới đây thì tôi thấy là tập trung về cho cái trung tâm quản lý nhà thì đó cũng là một phương pháp, nhưng mà cái giá thuê như thế nào thì cũng nên thống nhất cho mỗi ông là một kiểu như này rồi. Ông thì đấu giá đầu thầu, ông thì theo giá thị trường, ông thì theo giá của ủy ban xã Lâm. Không thể để giao rất nhiều cơ quan hiện nay, đó là kẽ hở.
Đó chính là kẽ hở, là sự lỏng lẻo trong quản lý nhà nước, cho nên mới có thể lợi dụng được. Ngay ở quận thôi, nội ở 24 quận huyện thôi mà các anh chỉ thấy là mỗi quận giao cho một cơ quan quản lý. Rồi có những cái cơ quan, có những cái cấp mà không có quyền ký hợp đồng cho thuê, cũng đứng ra ký hợp đồng cho thuê. Rồi giá từ năm 94 tới giờ chưa thay đổi. Tôi hỏi các anh chỉ như vậy thì không sơ hở, không lỏng lẻo thì sao được. Mà cái đó không thất thoát mới lạ. Cho nên mà ngay trong tờ trình gửi Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận định, việc sử dụng đất ở nhiều nơi còn lãng phí, hiệu quả thấp, tình trạng tham nhũng, trục lợi và thất thoát nguồn thu ngân sách liên quan đến đất đai vẫn còn diễn ra. Dù rằng khi nhà nước giao và cho thuê đất công có thể thực hiện hình thức đấu giá để lựa chọn nhà đầu tư có giá cao nhất, tuy nhiên thực tế thì phần lớn các dự án nhà nước giao đất vẫn theo hình thức chỉ định, dẫn đến thất thoát xảy ra. Theo các chuyên gia, đất công thất thoát nhiều như vậy là do vấn đề thực thi, trong đó quy định lỏng lẻo về việc đấu giá quyền sử dụng đất đang tạo kẽ hở cho việc thất thoát. Cụ thể, thay vì lựa chọn phương án đấu giá thì phần lớn trường hợp giao đất công là thực hiện chỉ định. Các chuyên gia dẫn chứng, ngay trong luật đất đai 2013 đã xuất hiện hai bất cập khiến cho công tác đấu giá đất công khó thực thi, đó là lỏng lẻo về quy định và bất cập trong thi hành. Trong đó, sự lỏng lẻo về luật thể hiện qua Điều 117 và Điều 118. Cụ thể, tại khoản 2, Điều 117, luật đất đai 2013 quy định, nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, khi xuống đến khoảng 3, Điều 118 thì nỗ lực bán đấu giá coi như huề cả làng, khi quy định nhà nước giao đất không phải đấu giá nếu chỉ có một người đăng ký tham gia, hoặc đấu giá ít nhất 2 lần nhưng không thành. Có nghĩa phương án đấu giá quyền sử dụng đất không bắt buộc thực hiện bởi việc giao đất còn có phương án 2, đó là chỉ định. Và trên thực tế, đất thuộc quản lý của nhà nước vẫn chủ yếu giao theo phương thức chỉ định. Khi mà khai thác giá trị từ đất ấy, thì lúc đấy cũng có một cái người thôi. Đó, để mà thương lượng về cái giá, về đất, tất cả mọi thứ thì lúc đó là người ta lại có một cái quyền lực trong nháy mắt để mà giảm cái giá trị của đất. Có nghĩa là nâng cái giá trị công trình và giảm giá trị từ đất. Trong đó, trường hợp đất đưa ra đấu giá mà không có người tham gia hoặc chỉ có một người đăng ký tham gia thì sẽ thực hiện chỉ định. Đây là kẽ hở của pháp luật làm ảnh hưởng đến tính minh bạch của thị trường. Khi mà không minh bạch thì không chỉ người dân bức xúc mà ngay cả các doanh nghiệp họ cũng rất bức xúc. Vì là nhiều khi là tại sao chúng tôi không được tham gia vào trong cái chương trình này mà những doanh nghiệp khác thì lại được tham gia. Ví dụ là đại loại là những cái câu hỏi về cái sự là cái quyền tiếp cận. Tuy nhiên cũng rất nhiều trường hợp chính quyền không còn phương án nào khác ngoài phải chỉ định nhà đầu tư khi giao đất, bởi theo quy định về điều kiện tổ chức thực hiện đấu giá thì đất đem đấu giá phải là đất sạch. Cụ thể, tại điểm B khoản 1 điều 119 luật đất đai 2013 quy định đất đấu giá phải được giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy hiện nay có rất nhiều dự án đầu tư kinh phí giải phóng mặt bằng rất lớn, trong khi nhà nước không đủ kinh phí để giải phóng mặt bằng. Vì vậy, phần lớn các tỉnh kêu gọi nhà đầu tư thực hiện giải phóng mặt bằng và tiến hành giao đất. Quy định thống nhất được thay thế bằng quy định 167 là có hiệu lực, nhưng hiện nay là quá trình tiến độ xử lý cái này là phải nói là mất nhiều thời gian, rất nhiều thời gian. Thì quy định đã có hiệu lực rồi, nhưng mà trình tự thủ tục cũng như là chúng ta sắp xếp để tổ chức bán đấu giá, để sắp xếp lại sử dụng có hiệu quả cái tài nguyên đất do nhà nước quản lý. Như vậy, một lần nữa khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng khiến cho công tác đấu giá đất công càng khó thực hiện. Dù quy định về đấu giá tài sản công gồm đất và tài sản gắn liền với đất đã được quy định trong nhiều văn bản pháp luật, như đấu thầu tài sản công sẽ được thực hiện theo luật đấu thầu 2013, đấu giá sẽ thực hiện theo quy định pháp luật về luật đấu giá tài sản 2016, riêng luật đất đai 2013 có hẳn 3 điều quy định về đấu giá quyền sử dụng đất là 117, 118 và 119. Tuy nhiên, do quy định còn khá chung chung khiến cho việc thực hiện lúng túng, khó khăn nên việc chỉ định giao đất vẫn còn phổ biến ở các địa phương. Trong kiến nghị về giao đất, cho thuê đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất công, Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị cụ thể hóa quy định đấu giá vào luật. Như vậy sẽ đảm bảo tính pháp lý, tránh tùy tiện trong việc áp dụng khi thực hiện xét duyệt đơn vị tham gia đấu giá, đồng thời tạo tính thống nhất về kỹ thuật soạn thảo văn bản. Cụ thể, việc giao đất cho thuê đất công nên sửa đổi ra sao?
Mời quý vị tiếp tục theo dõi những khuyến nghị sau của các chuyên gia. Ủy ban sớm hoàn chỉnh lại hai cái văn bản về bán đấu giá và thẩm định giá tài sản của địa bàn thành phố cho nó phù hợp, phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên, và cái đó cũng là công bố này. Còn trường hợp nào mà công ty tư vấn là phải của mình, như vậy nó lẽ chứ bây giờ đòi công ty đi tìm cái gần như là không mà bí mật của doanh nghiệp, cái này tự chúng ta là hành hạ chúng ta nó kéo dài. Thì có thể cần thiết rất đồng tình với các kiến nghị này đối với trung ương, đối với địa phương, nhưng đối với cụ thể đối với thành phố thì ủy ban thành phố cũng nên là có một kế hoạch giao cho đầu mối một đơn vị chuyên môn là chính ủy ban thành phố để có cái kế hoạch tự thực hiện để tránh cái lãng phí cái nguồn lực này trong thời gian sắp tới. Thực ra ở đây nó có hai cái chìa khóa, tức là có rất nhiều cái điều kiện, nhưng ở đây có hai cái vấn đề. Cái thứ nhất là cái tính minh bạch, thứ hai nữa là năng lực của khu vực công, tức là năng lực của nhà nước. Năng lực của nhà nước cụ thể ở đây là có thể là đánh giá cái hiệu quả của dự án, đánh giá tất cả cái chi phí liên quan và kiểm soát các rủi ro. Thì cái năng lực ở nhà nước đây gồm có hai phần cơ bản. Cái thứ nhất là năng lực bình thường chúng ta nói, tức là có những người có khả năng, có đủ trình độ quản lý, có đủ trình độ để mà đánh giá rủi ro, thẩm định dự án, tất cả mọi thứ. Đó là cái điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai nữa là cái động cơ. Ví dụ có những người mà có khả năng như thế, nhưng mà cái động cơ đó nếu mà không minh bạch, có điều này điều kia, có gọi là có những cái tiêu cực, có tham nhũng, thì nếu mà có năng lực bình thường thì người ta cũng không có cái động cơ để mà làm cho tốt cái dự án tài chính. Đó là cái điều kiện thứ nhất. Và cái điều kiện thứ hai nó đảm bảo cho cái điều kiện thứ nhất, có nghĩa là minh bạch qua một cái quá trình gọi là công khai ấy, thì nó giảm được những cái vấn đề tiêu cực, nó giảm được những cái thất thoát lãng phí. Đó là cái cách mà rất nhiều nước người ta đã làm và người ta đã triển khai thành công. Thì hiện nay đó, chúng tôi được biết là quan điểm chỉ đạo chung từ chính phủ cho đến lãnh đạo thành phố là đang chỉ đạo một cái hướng là thực hiện các dự án theo hình thức PPP hoặc là BT trong thời gian tới sẽ thực hiện chủ yếu dưới hình thức là đấu thầu rộng rãi công khai trong nước hoặc đấu thầu rộng rãi công khai quốc tế để lựa chọn nhà đầu tư. Và như chúng ta biết rằng chẳng hạn như một cái dự án PPP là có đổi đất để lấy công trình hạ tầng, thì cái dự án này là sẽ được đấu thầu trọn gói từ cái công trình nhận thầu thi công công trình cũng như là giá trị các khu đất để được giao cho nhà đầu tư sau khi đã hoàn thành bàn giao công trình hạ tầng đô thị. Thì cái phương thức này nó sẽ làm cho cái môi trường kinh doanh của đất nước, của thành phố trở nên minh bạch hơn, lành mạnh hơn, bình đẳng hơn và cạnh tranh lành mạnh. Đây là một cái điều rất là tốt. Bất cứ một cái mô hình nào, như tôi nói là nó đều có mặt tích cực và mặt hạn chế. Và một cái cách thức để mà có lợi nhất cho cộng đồng trong tất cả các mô hình kinh tế, thì làm sao mọi mô hình chúng ta phải được minh bạch, công khai và tất cả mọi người đều có một cái quyền bình đẳng tiếp cận cái cách thức đầu tư đó như nhau. Thì không chỉ trong cái mô hình này và kể cả trong mô hình đấu thầu hay đấu giá hay là cái mô hình nào đi nữa, nếu cách làm của chúng ta, đây nó không phải là mô hình, ở cái cách làm của chúng ta nếu không minh bạch thì nó đều phát sinh được, nó đều có những cái phát sinh về lợi ích nhóm và những cái tiêu cực. Cái vấn đề về chúng ta cũng phải hiểu cho chính quyền là chính quyền của chúng ta là trong cả một cái thời kỳ đang thay đổi rất là mạnh mẽ và có nhiều cái luật lệ ở những cái thời điểm khác nhau, thì do những cái đó thì nó cũng có thể phát sinh những cái vấn đề về mặt pháp lý do cái luật lệ nó thay đổi. Có điều là chúng ta làm như thế nào đó minh bạch và đặt quyền lợi của người dân lên, thì như vậy là mọi việc phát triển nó sẽ rất là ổn. Những ý kiến vừa rồi đã khép lại chương trình Xây dựng và Bất động sản tuần này của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Để xem lại chương trình, quý khán giả có thể theo dõi trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.